Xin chào những người anh em mang dòng máu kỳ đỏ, chúc anh em một tuần mới vui vẻ. Trước khi đến với nội dung bản tin đầu tuần, hy vọng anh em sẽ tiện tay ủng hộ kênh bằng một like và đăng ký. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến chính của trận đại chiến giữa MU và Tottenham Hotspur. Man United tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 21 Premier League. Quỷ đỏ chào đón sự trở lại của hai nhân tố quan trọng Casemiro và Lisandro Martinez. Bộ đôi này đều xuất phát trên băng ghế dự bị. Huấn luyện viên Erik ten Hag tung ra sân đội hình mạnh, bao gồm nhiều hào thủ như Rasmus Højlund, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, vân vân. Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 3, đội chủ nhà Man United đã được hái quả ngọt. Xuất phát từ một tình huống khá lộn xộn trong vòng cấm Tottenham, bóng bật đến vị trí của Højlund, tiền đạo người Đan Mạch tung cú sút cực mạnh, xé lưới cả trống. Bàn thắng mở tỷ số của Højlund giúp các cầu thủ Quỷ đỏ chơi thăng hoa. Dù vậy thì đến phút thứ 19, đội khách Tottenham lại được hưởng trái ngọt. Xuất phát từ quả phạt góc bên cánh trái của Pedro Porro, Richarlison đánh đầu lái bóng xé lưới Quỷ đỏ, Tottenham gỡ hòa 1-1. Cả MU và Tottenham đều giằng co đến cuối hiệp 1. Phút 40, đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai. Højlund và Rashford phối hợp ăn ý trong vòng cấm, trước khi Rashford tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại thủ thành Vicario. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Tottenham sớm có được cơ hội ăn mừng. Phút 46, Bentancur sâu thẳng vào trung lộ, tung cú sút trái phá, xé lưới Man United trước sự bất lực của Andre Onana. Sau bàn gỡ hòa 2-2, gà trống thi đấu chặt chẽ, chắc chắn, vô hiệu hóa phần lớn các đợt tổ chức tấn công của Man United. Kết thúc 90 phút, Man United hòa Tottenham 2-2. Sau 21 vòng đấu, Quỷ đỏ đứng thứ 7, gà trống xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League. Giờ chúng ta đến với phần chấm điểm của các cầu thủ MU sau trận hòa. Andre Onana thi đấu không tốt, cũng không cản phá được cú dứt điểm của Bentancur, 4 điểm. Aaron Wan-Bissaka, lần đầu tiên trong sự nghiệp của anh ở Man United, chuyển sang đá hậu vệ cánh trái một cách kỳ lạ. Anh không kèm được Richarlison và phải nhận thẻ phạt, 5 điểm. Rafael Varane, công việc của anh ấy bị cản trở trước lối chơi khó chịu của Richarlison và đôi khi phải sử dụng biện pháp phòng ngự cơ bản, đó là phạm lỗi, 6 điểm. Johnny Evans, đôi khi bị choáng ngợp và vì anh ấy như mời Bentancur ghi bàn là điều không thể giải thích được, 5 điểm. Dalot thực hiện một số pha tắc bóng quyết tâm, thực hiện một nỗ lực ghi bàn và can thiệp quan trọng vào những tình huống khác, 7 điểm. Kubimino, một trong những trận đấu thử thách nhất của anh và nhìn chung đã chơi tròn vai, ngay cả khi phải đối đầu với những tiền vệ tốt của Spurs, có một số khoảnh khắc khéo léo, 6 điểm. Christian Eriksen, anh vẫn chơi bóng có tư duy, nhưng độ linh hoạt bây giờ thì đã ở mức quá thấp rồi. Anh không thể theo kịp Bentancur, 4 điểm. Alejandro Garnacho bị Destiny Origi thống trị trong một trận đấu tay đôi hấp dẫn. Garnacho không mấy vui vẻ trước hậu vệ trái người Ý, 6 điểm. Bruno Fernandes, hiệp 1 có vài nỗ lực để ghi bàn, hiệp 2 cũng cố gắng để đưa MU vượt lên nhưng không được, 6 điểm. Marcus Rashford cứu vãn một hiệp đấu thất thường bằng bàn thắng gọn gàng, nhưng màn trình diễn tổng thể của anh lại vướng phải những điểm yếu quen thuộc, 6 điểm. Rasmus Højlund mở tỷ số bằng một cú sút trúng đích và tự tin hơn, 7 điểm. Scott McTominay vào sân và chơi cũng tạm tạm, 5 điểm. Lisandro Martinez, anh đã có sự trở lại đầy chắc chắn, 6 điểm. Anthony vào sân thay Rashford giữa một số tiếng la ó, 5 điểm. Huấn luyện viên Ten Hag làm đúng với nhân sự sẵn có nhưng lại sai với bộ tứ vệ được tổ chức lại và United quá lỏng lẻo ở các quả phạt góc, 5 điểm. Giờ chúng ta sẽ đến với những bài trả lời phỏng vấn sau trận. Đầu tiên là Højlund đưa ra tuyên bố ngạc nhiên về màn trình diễn của MU. Rasmus Højlund tin rằng Manchester United là đội chơi tốt hơn Tottenham. Quỷ đỏ đã có cơ hội để thắng 2 trận trong vòng 1 tuần và cũng đã có khởi đầu hoàn hảo cho cuộc đụng độ khi dẫn trước ở phút thứ 3 do công của Højlund. Sau trận đấu anh đã nói chuyện với MU TV. Vâng, tất nhiên, khi bạn dẫn trước 2 lần, chúng tôi hơi thất vọng. Chúng tôi đã chơi một trận đấu hay, nhưng chúng tôi cũng đã chơi thiếu chính xác một vài lần và đó là lý do khiến chúng tôi bị trừng phạt. Nhưng tôi nghĩ nhìn chung, hôm nay chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Tôi chưa nhìn thấy bàn thắng của mình trở lại, nhưng đó là bản năng thuần túy. Hôm nay tôi rất vui khi kiến tạo cho Marcus. Anh ấy đã hỗ trợ tôi nhiều trong suốt mùa giải. Tôi rất vui khi được đáp lại anh ấy và chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời trong và ngoài sân cỏ. Anh ấy là một chàng trai tốt. Alejandro Garnacho cũng vậy. Vì vậy, chúng tôi đang hoạt động khá tốt. Chúng tôi đã tiếp tục nói chuyện trong hiệp 1 về việc nghỉ thi đấu. Vì vậy điều đó hơi khó chịu một xíu. Nhưng một lần nữa, chúng tôi cần phải nhìn nhận những mặt tích cực. Nhưng tất nhiên, chúng tôi đã dẫn trước 2 lần, nhưng lại để đối thủ tiếp tục gỡ hòa. Vì vậy chúng tôi không để tiếp tục điều đó
xảy ra được nữa. MU sẽ thi đấu ở FA Cup sắp tới. Điều đó có nghĩa là các cầu thủ sẽ được nghỉ vài ngày, Højlund nói thêm. Bạn luôn muốn chơi bóng, nhưng điều quan trọng là phải dành thời gian cho những người thân yêu và đôi khi cũng cần phải thư giãn. Vì vậy sẽ rất tốt nếu có một vài ngày nghỉ. Tiếp theo là những nhận xét của huấn luyện viên Postecoglou khi ông khen ngợi 4 cầu thủ MU. Huấn luyện viên của Spurs thừa nhận ông cảnh giác với mối đe dọa từ 4 ngôi sao của Man United sau trận hòa tại sân Old Trafford. Postecoglou tiết lộ sau trận đấu rằng đội bóng của ông luôn cảnh giác với Rashford và Højlund, đồng thời cũng chỉ đích danh Fernandes và Garnacho khi nêu bật mối đe dọa lớn nhất của Man United. Ông nói với Sky Sports sau trận đấu, Man United trong quá trình chuyển đổi vẫn là một đội rất tốt. Họ có những cầu thủ như Rashford, Højlund, Garnacho và Bruno để họ có thể mở khóa bất kỳ hàng thủ nào. Họ luôn là những mối đe dọa thực sự. Khi được hỏi liệu có mong đợi United chơi phản công hay không, Postecoglou trả lời, bạn không biết, chắc chắn điểm mạnh của họ nằm ở đó. Chúng tôi biết nếu mình phạm sai lầm thì luôn có mối đe dọa đó. Chúng tôi đã biết về điều đó, nhưng bạn sẽ không bao giờ giải quyết được hoàn toàn. Hệ thống rõ ràng mà mọi người đang tìm kiếm này không tồn tại. Mọi người đều biết khi bạn tham gia một trận bóng đá, sẽ luôn có cơ hội cho bạn và cả đối thủ của bạn nữa. Giờ đến phần trả lời phỏng vấn của Ten Hag. Huấn luyện viên của Man United, Ten Hag muốn thấy Marco Rashford và Højlund tiếp tục đá chính khi cả hai tiền đạo này ghi bàn cho trận hòa 2-2. Ông nói, tôi hy vọng họ tiếp tục, họ sẽ có sự tiến bộ. Họ đang đưa ra một số quy trình và đó là những gì bạn cần, đặc biệt là ở tuyến đầu, nơi bạn phải đưa ra quyết định nhanh chóng và trong tích tắc. Bạn cần phải quyết định đúng đắn, nên bạn cần có trực giác. Đây chỉ là trận đấu thứ 6 trong 24 trận đấu trong nước mà ít nhất một tiền đạo của Man United đã ghi được bàn thắng, huấn luyện viên Ten Hag nói thêm. Khi tiền đạo của bạn không ghi bàn, điều đó ảnh hưởng đến toàn đội. Nó khiến mọi người bất an, bắt đầu từ các cầu thủ phía trước khi họ không ghi được bàn như Garnacho, Højlund và Rashford, hẳn là một mối đe dọa. Ten Hag cũng cho rằng United lẽ ra phải được hưởng một quả phạt đền khi Garnacho ngã trong vòng cấm. Khi được hỏi liệu có phải là một quả phạt đền hay không, Ten Hag nói, có, nhưng bạn có thể làm gì? Tôi đã quen với điều đó, cả mùa giải đều như vậy. Đó là một pha chơi bóng rõ ràng bằng tay của Romero và tôi có thể liệt kê nhiều hơn. Vào một thời điểm nào đó trong mùa giải, tôi nghĩ điều đó sẽ nghiêng về phía chúng tôi. Hãy hy vọng vào điều đó. Ten Hag cũng vui mừng với hai bàn thắng tuyệt vời cho đội bóng của mình, nhưng cũng không hài lòng lắm khi để cho đối thủ ghi bàn. Để cho đối phương gỡ hòa là không tốt, nhưng tôi thấy đội bóng cũng có một số điểm tích cực rất tốt. Hai bàn thắng và chúng tôi tạo ra những cơ hội khác. Chúng tôi đã chơi tốt và điều đó khiến tôi hài lòng nhất. Nhưng để cho đối phương gỡ hòa thì cũng có những sự thất vọng. Ngày hôm qua trên khán đài, Sir Jim cũng đã góp mặt lần đầu tiên để theo dõi đội bóng của mình và ông lên tiếng về tân binh tháng 1 của Quỷ Đỏ. Thông qua Sanford News, người đứng đầu tập đoàn Inel đã có những câu trả lời về kế hoạch chuyển nhượng của câu lạc bộ. Thỏa thuận với Man United có phải là điều thú vị nhất tôi từng làm không? Chính xác, đúng. Tôi đã làm một vài điều thú vị, nhưng điều này đã vượt qua tất cả. Những bản hợp đồng mới trong tháng riêng này ư? Xin lỗi, tôi không bình luận về chủ đề này. Ấn tượng đầu tiên của tôi về sân Old Trafford và Carrington ư? Giờ tôi không thích hợp để trả lời câu hỏi đó, nhưng câu hỏi hay đấy. Kết thúc bản tin buổi sáng nay, chúng ta sẽ đến với một thông tin chuyển nhượng khi Choupo-Moting sẵn sàng đến MU. Trong bản cập nhật mới nhất của mình với Gimme Sport, chuyên gia chuyển nhượng Romano đã thừa nhận rằng Choupo-Moting sẵn sàng gia nhập Man United để tìm kiếm thời gian thi đấu thường xuyên hơn tại sân Old Trafford. Anh gợi ý rằng sự xuất hiện của Harry Kane đã hạn chế thời gian thi đấu của Choupo-Moting trên sân. Điều đó cho thấy cựu cầu thủ của Stoke có thể bị cám dỗ trở lại Premier League nếu Quỷ Đỏ muốn anh vào tháng 1. Romano tiết lộ, vâng, tôi nghĩ anh ấy sẽ cởi mở với điều đó. Tôi cũng nghe nói rằng ở Bayern, họ rất hài lòng với anh ấy vì Choupo-Moting cực kỳ chuyên nghiệp mỗi khi họ cần. Anh ấy luôn có mặt và luôn sẵn sàng trong điều kiện tốt nhất. Bayern muốn giữ anh ấy, mặc dù họ có Harry Kane, bởi vì Martial còn rất trẻ. Anh ấy đang thi đấu tuyệt vời, nhưng vẫn còn rất trẻ. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.